Xin chào mọi người, lại là mình Jenny đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Sạp Yoshibit của Jenny. Ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với Jenny điểm lại những tin tức hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. Lộ ảnh Tiêu Chiến và Dương Tử hẹn hò, phim giải tình thật. Ngày 7 tháng 5 vừa qua, một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc Tiêu Chiến và Dương Tử đến cùng một nhà hàng đã trở thành chủ đề gây sốt dư luận. Mặc dù không xuất hiện trong cùng một khung hình, nhưng vẫn dấy lên nhiều nghi vấn về mối quan hệ của họ. Theo như trong hình ảnh thì có thể thấy Tiêu Chiến mặc trang phục đen, đội mũ và cùng trợ lý rời khỏi nhà hàng tại Hoàng Điểm trước. Điểm mấu chốt chính là ngay sau đó, Dương Tử cùng nhân viên cũng xuất hiện. Sau khi hợp tác trong dự án phim Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo nhiều hơn, Tiêu Chiến và Dương Tử dần trở nên thân thiết, thường tương tác khi gặp nhau trên sân khấu âm nhạc hay sự kiện. Hai ngôi sao được khen là đẹp đôi, có những cử chỉ quan tâm một cách đáng yêu dành cho đối phương. Từ những bức ảnh lộ ra, Dương Tử cô nàng đội một chiếc mũ màu trắng, đeo khẩu trang đen, mặc áo khoác, dáng vẻ bình dị, còn có hai nhân viên đi cùng. Trang phục của Tiêu Chiến trong bức ảnh cũng bình thường, không quá nổi bật. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen và đi đôi giày thể thao, đội mũ đen và đeo khẩu trang màu trắng. Màu mũ và màu khẩu trang hoàn toàn đối lập với Dương Tử. Ngoại hình của cả hai khi xuất hiện khá kín đáo vì sợ fan nhận ra. Trong giới showbiz hoa ngữ, nhiều tin đồn hẹn hò xảy ra sau khi các nghệ sĩ từng hợp tác cùng nhau. Dương Tử và Tiêu Chiến đến hiện tại đều độc thân nên càng thích hợp để tung scandal. Đức cờ này cũng rất có lợi cho việc quảng bá Dư Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn. Trường Ca Hành đại kết cục trên tổng lượt view 2,3 tỷ, kết mở mọi người một phương nhìn lên bầu trời cho cặp đôi chính Lý Trường Ca và A Sử Na Dụng. Tối ngày 3 tháng 5, Trường Ca Hành phát sóng tập cuối, khép lại 49 tập phim. Sau cùng, công chúa Lý Lạc Yên và chàng thị vệ Hạo Đô đã có một cái kết viên mãn, trở thành vợ chồng sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Trong khi đó, A Chuẩn và Lý Trường Ca lại có kết thúc mở. Hai người đã lợi dụng biển lửa để giả chết với mục đích thoát ra khỏi ân oán giữa các nước, trở thành những người tự do như ước nguyện ban đầu. Tuy nhiên, cảnh cuối phim, A Chuẩn và Trường Ca không xuất hiện cùng nhau trong một khung hình khiến nhiều khán giả không rõ cuối cùng cả hai có ở bên nhau hay mỗi người theo đuổi lý tưởng riêng của mình. Trường Ca Hành có cái cách mở cho chuyện tình cảm của A Thi Lạc Chuẩn và Lý Trường Ca. Chưa từng có lời tỏ tình nào, chưa từng có cuộc chạm môi. Cả hai chỉ đơn giản ở bên nhau và tận hưởng sự tự do vừa đạt được. Phim vốn dĩ nghiêng về theo chiều hướng chiến thuật, tiên triều nhiều hơn là chỉ về ngôn tình đơn thuần, từ đó khiến người xem cảm thấy thú vị và rối não với những âm mưu đấu đá. Tuy vẫn có sự hạn chế về mặt kỹ xảo và lạm dụng tranh minh họa, thế nhưng Trường Ca Hành thực sự là một dự án cổ trang nữ chủ đáng xem nhất từ đầu năm đến hiện tại. Ly hôn được 13 ngày, Triệu Lệ Dĩnh có động thái đầu tiên trên mạng xã hội, visual đẳng cấp đẹp nhất khi không thuộc về ai. Cụ thể là vào sáng ngày 7 tháng 5, thương hiệu thời trang Dior đã công bố cô nàng trở thành đại diện dòng dưỡng da cao cấp của hãng. Triệu Lệ Dĩnh đã vui vẻ chia sẻ lại bài viết của Dior và bày tỏ cô vô cùng vinh hạnh được đảm nhiệm trọng trách này. Đặc biệt, bộ ảnh chụp cho thương hiệu của cô nàng khiến các fan suýt xoa vì visual trong trẻo nên hương vùn vụt hậu ly hôn. Chưa dừng lại ở đó, studio nàng Sam Sam còn chia sẻ thêm bộ ảnh mừng kỷ niệm 15 năm gia nhập làng giải trí xứ Trung. Trái ngược hẳn với style sang xịn trước đó, lần này Triệu Lệ Dĩnh lại mang đến hình ảnh ngọt ngào chuẩn nàng thơ. Cô diện bộ cánh len móc mang tông xanh lá nổi bằng bật, tôn lên nước da trắng sáng. Mái tóc buông xõa tự nhiên và lối trang điểm đơn giản thiên về tông đen ngọt ngào giúp cô hát tuổi đáng kể. Đúng chuẩn người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Triệu Lệ Dĩnh khiến các fan ngất ngây với hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn và cực kỳ xinh đẹp. Có thể thấy tưởng rằng nữ minh tinh nổi tiếng xứ Trung phải có chút kiệt quệ hậu ly hôn, nhưng sự trở lại của cô đã vượt ngoài kỳ vọng từ khán giả. Không chỉ xinh đẹp, quyền lực và căng tràn nửa sống, Triệu Lệ Dĩnh còn khiến người ta tin chắc rằng biệt danh kẻ hủy diệt hàng hiệu của cô nay chỉ còn là dị vãng. Lộ ảnh nhường chiếu của Nhậm Gia Luân ở Tiên Sinh Thăng Lăng, fan run rẩy sợ bà xã anh ở nhà mất bình tĩnh. Nhậm Gia Luân là cái tên trong làng diễn viên nổi tiếng với độ thủ thân như ngọc siêu cao. Ở những bộ phim trước đó đóng với Dương Tử hay Đàm Tuần Vận, Nhậm Gia Luân chưa từng có nụ hôn đúng nghĩa. Ấy thế mà trong Tiểu Thư Quả Điên và Tiên Sinh Thăng Lăng, nam diễn viên đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi quay cảnh nhường chiếu với hình phi. Trong hậu trường của Tiểu Thư Quả Điên và Tiên Sinh Thăng Lăng, có thể thấy Nhậm Gia Luân rất hào hứng và thích thú khi thực hiện cảnh quay này. Chỗ ngủ ban đầu của Cố Xuyên, Nhậm Gia Luân thực chất là ở dưới nền nhà, nhưng sau đó đã được Khương Tiểu Ninh là hình phi nâng cấp cho lên nằm cạnh cô nàng. Tâm trạng của cố tổng ngay lập tức tốt lên trông thấy. Bên cạnh đó, tương tác của cặp đôi cũng vô cùng ngọt ngào ở cảnh quay này. Đến khi hình phi chưa kịp quay trở lại Dương, Nhậm Gia Luân đã phùng phiêu giận dỗi, đem chân gối của mình quay trở lại vị trí cũ, khiến khán giả không khỏi cảm thán về độ đáng yêu của anh chàng. Một số fan hâm mộ cũng đã bình luận Nhậm để chân an chị nha. Không biết vợ của Nhậm Gia Luân ở nhà xem cảnh này thì thấy thế nào nhỉ? Chị nha bình tĩnh nhé, anh đi đóng phim kiếm tiền lo cho gia đình thôi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận được những video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.